xin chào các bạn. Hôm nay mình vô chợ rau mua đồ ăn về nha các bạn. Đây trong chợ rau. Mình đi đi. Vô. Đấy, vào. Đấy, rau trái cây nha các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem mình chưa mua, chút nữa mình mua nha. Để các bạn coi đấy. Mình phải đi nhanh nhanh chứ không có người ta nhìn người ta đuổi rồi. Ở đây có trái hồng nè. À bán khoảng 1 euro một trái nha các bạn. Để coi nó cứng hay nó mềm. Ủa nó còn cứng lắm, chưa ăn được. Hai bên đường nó đều bán như nhau đấy các bạn. Đây là trái bơ. Trái này là trái lựu đạn hay trái gì nó gọi là trái lựu đạn. Lựu, trái lựu chứ quên. Mình thêm từ đạn vô. Đồng quá, hôm nay đồng quá. Bí. Đấy, mấy cái trái này các bạn. Cam chanh này. Nấm hay gì đây. Bên đường rồi nữa nha các bạn. Nó nhiều lắm. Nhưng mà đông mình phải đi nhanh nhanh ra. Đã đang dịch bệnh á, tụ tập đông sợ. Cà chua. À, Trúc quay ra mua cái này. Mua một khay trái hồng. Thế bây giờ đang quay cho các bạn coi chưa mua được. Có mua cái cây để quay rồi đấy chứ, nhưng mà vô đây đông người với cái chợ cầm mấy cây mắc cỡ quá, người ta lại tưởng là mình phóng viên chuyên nghiệp nữa. Ồ, ở đây có bán các con cá nữa các bạn. À, thấy không, cá nè các bạn, đã bán cá nè, cá chép, cá gì kia nữa kìa, đây cái hào nè, ta bán đứng lên nó ăn xong mới được lên nè. Bắp cải, đó tí, ồ, táo quá trời đây. Không phải là mình quay này mình đi nhanh thôi các bạn, tại người ta ngó quá ngại chứ không ai làm gì mình. Đó. Đây chợ, ở đây là bên này nó bán gà.
Ồ, bây giờ đang mùa trái hồng nó nhiều quá ta. Đây là cái cây này nha các bạn. Cái chùm cây củi này là người ta mua để mấy bữa nữa Noel nó mọc bông lên, giống như Việt Nam là cây đào với cây mai đó. Nó bán là một cây nhỏ đó là 35, tức là khoảng 1,5 euro một cây đó nha. Đây cũng có này, nhà này cũng có bán nè. Bắp cải nhọn. Bày bán bơ thịt rồi đó các bạn. Cái trái này ngọt lắm á. Ở đây là toàn tây nó bán nha các bạn. Tây ngồi nghe ngồi dưới tùm lum á. Bạn cố gắng coi nha, tại nó hơi bị lắc. Trong đây mình phải đi nhanh. Đây, thịt nó ung khói cho nó nướng này các bạn. Nhà mình gọi là xúc xích đó. Cái này của người như người nghe. Đây một cửa hàng bán cá nữa nè. À đây là cái con này là bán khoảng gần 2 đồng một con. Đây nha các bạn. Con hào nha. Đấy nó lột sẵn, nó để cho mình thử mình ăn á. Cứ ăn là trả tiền, nó lột cứ bốc ăn sống nha. Rồi tạm thời đây mình đi ra ngoài, xong mình quay lại tiếp cho các bạn xem. Rồi các bạn, hồi nãy mình nói mình quay lại cái chợ rau mình mua nè, đồ mình mua nè các bạn. Đấy, các bạn nhìn đi. Mình mua một khay luôn, 25 trái hồng. Đây, rau xà lách. Đây là rau đắng nha các bạn. Đây, đấy, để chút nữa mình về, mình cuốn bánh tráng mình ăn. Đây, mua cái cà chua mà cái loại nhỏ nhỏ nó một bọc rồi các bạn. Ký rưỡi, cái này ký rưỡi. Trái dưa leo. Đây đây. Còn đây. Một lon bia thôi để mình uống. Kia bịch trứng bio để về chiên lên xong sắc nhỏ nhỏ để cuốn bánh tráng. Ở đây mình mua là một con cá nha bạn, con cá chim. Đấy, con cá để chút mình giờ mình bỏ lò mình nướng lên cuốn bánh tráng. Đây là cái bịch giấy chùm miệng thôi. Mình có sẵn. Đây các bạn. Cái trái hồng này nó ngon lắm nha các bạn. Nó mềm xèo à, chứ không phải có loại cứng đâu. Nên ăn nó mau hết lắm. Mỗi lần mình ăn là 2-3 trái. Cái loại cứng ăn nó hay chát lắm, mình không thích. Không biết còn thiếu cái gì để cuốn bánh tráng nữa mình nhờ. Bánh tráng thì ở nhà có rồi. Không còn cái cà chua này để mua ăn sống thôi nha các bạn. Chứ không phải là mua để nấu nướng gì đâu. Rồi vậy nha, đây là buổi đi chợ buổi sáng của mình đó. Ăn sáng. Mình không có ăn thịt nhiều, chỉ ăn rau thôi. Rồi mình tạm ngưng ở đây. Có gì mình bổ sung thêm nha các bạn. Rồi mình đã đi ra ngoài cái chợ rau đó nha các bạn. Đây là bên ngoài khu chợ rau nè. Tây người ta bán. Hồi trước ở đây Việt Nam bán nhiều lắm, bị đuổi hết rồi.
người Tây họ mua lại, họ bắt Việt Nam phải vô nhà bán chứ không bán ngoài trời nữa. Còn đây là bán quần áo các bạn. Qua máy bên này đi. Bề rắn đấy các bạn, nhìn anh xin quần áo này thôi. Ở kia có một cái cửa hàng của Việt Nam nữa các bạn, Tràng An á đó. Đó, cái đó cái quán ăn. Đấy, người ta làm những cái đồ lưu niệm mà nữa các bạn. Đấy, người ta bán để Noel á, trưng bày Noel. À, nó rẻ trên áo luôn. Đi ra tới đầu thôi, mình ngưng nha các bạn. Lạnh quá, hôm nay lạnh quá. Sang tuần tuyết rơi rồi. Chờ tuyết nó rơi mình quay cho các bạn xem. Đây là bán cái gì đây? Dao. Đi tắt qua máy bên này. Đây là mình xong rồi, mình qua cái khu chợ rau rồi ra ngoài đường rồi nha các bạn. Ngoài đường đây là bến tàu đi về. Khu này là các bạn nhìn nè, đấy nó có hình con bò. Nó gọi là chợ con bò nha các bạn. Đấy, mà đợt trước mình có ở quảng trường con ngựa, mình có nói các bạn là ở khu chợ con bò này có cái khu dành cho đàn ông đó, nó nằm bên trong đó nha các bạn. Nhưng tối nó mới phục vụ, tới đêm, tới ngày thì không. Rồi, tạm thời như vậy nha các bạn. Tại đông quá mình trang mình không thể quay nó đẹp hình ảnh cho các bạn được, mong các bạn thông cảm. Mình tạm ngừng ở đây, chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Chào.